Chào toàn thể các em học sinh khối 11. Ta đi vào bài dạy học trực tuyến hôm nay. Như vậy là chúng ta đã học xong cái chương 3 là chương sinh trưởng phát triển. Bây giờ chúng ta sang một cái chương tiếp theo là chương 4, chương sinh sản. Thì nội dung bài học hôm nay chúng ta học cái chủ đề là sinh sản ở thực vật. Tiết 42, bài 41, sinh sản vô tính ở thực vật. Chúng ta lập thế sách sinh học 11 ra. Thế thì theo chương trình, cái chủ đề sinh sản ở thực vật gồm có là 3 bài. Là bài 41 sinh sản vô tính ở thực vật, rồi bài 42 sinh sản hữu tính ở thực vật, bài 43 là bài thực hành. Nhưng theo năm này, năm học này là do cái mùa dịch cho nên yêu cầu của bộ là giảm tải. Vậy là chúng ta giảm tải một bài là bài thực hành. Ta còn học bài 41 và bài 42. Giờ chúng ta sang tiếp 42, bài 41, sinh sản vô tính ở thực vật. Nội dung bài này gồm có hai phần chính. Nhất là một la mã khái niệm chung về sinh sản. Hai la mã khái niệm sinh sản vô tính ở thực vật. Một nhỏ khái niệm sinh sản vô tính. Hai nhỏ là các hình thức sinh sản vô tính. Ba nhỏ là các phương pháp nhân giống vô tính, và 4 là vai trò của sinh sản vô tính ở thực vật. Ta đi vào một la mã khái niệm sinh sản vô tính ở thực vật. Các em quan sát hình vẽ và cho cô biết đặc điểm chung của những hình vẽ dưới đây. Các em trả lời nè. Đặc điểm chung của tất cả. Rồi để cô tắt. Vậy, đặc điểm chung của các hình vẽ dưới này là tạo ra những cái cá thể mới, đúng không nào? Từ một cái củ khoai lang tạo ra nhiều cá thể mới. Từ một cái lá tạo ra nhiều cá thể mới. Từ một con dung dẹp tạo ra nhiều cá thể mới. Không nào, từ nhiều cây đậu con mới và nhiều con chuột mới, chuột con. Vậy chúng ta thấy quá trình này tạo ra nhiều cá thể mới. Mục đích là để duy trì loài giống. Cái hiện tượng đó người ta gọi là sinh sản ở thực vật. Một nhỏ khái niệm sinh sản ở thực vật là quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo cho sự phát triển liên tục của loài. Vậy sinh sản có mấy hình thức? Chúng ta quan sát những ba cái hình vẽ ở phía bên tay trái của cô. Hình thức sinh sản này, cá thể con được sinh ra từ mẹ, không nào, không có sự kết hợp giữa giao tử đực với giao tử cái. Sinh sản như vậy người ta gọi là sinh sản vô tính. Hai cái hình vẽ ở phía bên tay phải của cô, hạt đậu được hình thành từ hợp tử trong quá trình thụ tinh, chuột con được hình thành từ hợp tử, không, sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái. Như vậy hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái, người ta gọi là sinh sản hữu tính. Vậy tóm lại có hai hình thức sinh sản ở sinh vật, đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. Cái này là do mạng. Dạ, tôi phải gói này. Cái này do mạng. Do mạng không phải là do cái máy mình không? Ừ. Y bình thường.
Mình thử tắt cũng được không? Mình thử tắt cái này được không? Mình đưa xuống dưới. Còn nó mấy bữa là đưa xuống dưới đó đúng không? Các em đã thấy rõ chưa các em? Bữa trên mình được không? Bây giờ các em đã thấy rõ chưa? Em để cái vị trí. Cái phương pháp cái gì đang làm? Hai năm cậu mình cha. Đó là một con trai nói được chắc được. Nó làm chứ mình dạy đâu bị ha. Không bữa mình bị. Bảo là khu vực nó ít chữ thôi. Các em đợi tí. Rồi, chúng ta tiếp tục. Tập 2 là mã khái niệm sinh sản vô tính ở thực vật. Một nhỏ khái niệm sinh sản vô tính. Các em quan sát hình vẽ và cho biết cá thể con được sinh ra từ bộ phận nào? Cá thể con được sinh ra từ đâu? Tâm cộng trái chị. Tâm chiếc là không bị. Và chúng ta thấy cá thể con có thể được sinh ra từ một phần rễ cũ của mẹ, hoặc cá thể con được sinh ra từ một phần lá của mẹ, hoặc cá thể con được sinh ra từ một cái thân bò trên rong má của cơ thể mẹ, hay là cá thể con được sinh ra từ những cái bào tử nằm trong túi bào tử của cơ thể mẹ. Như vậy cơ thể con được sinh ra từ một bộ phận bất kỳ của cơ thể mẹ. Không? Vậy thì đặc điểm di truyền của đời con sẽ như thế nào? Sẽ giống nhau và giống như mẹ. Hình thức sinh sản như vậy người ta gọi là sinh sản vô tính ở thực vật. Vậy sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tự đực và giao tự cái. Con sinh ra giống nhau và giống với cây mẹ. Cơ sở tế bào học của hình thức sinh sản vô tính đó là dựa vào quá trình nguyên phân mà các em đã được học ở lớp 10 rồi. Bây giờ chúng ta vào cái phần vận dụng. Nêu một số ưu điểm và một số hạn chế của sinh sản vô tính ở thực vật và bảng sau. Thì cô cho 4 cái ưu và nhược điểm. Bây giờ các em đánh dấu vào. Nha, giờ các em trả lời nha. Ý thứ nhất, cá thể sống độc lập vẫn có thể tạo ra con cháu có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp. Thứ hai, tạo ra cá thể mới giống nhau và giống mẹ về các đặc điểm di truyền. Sống trong cùng điều kiện như cây mẹ sẽ tồn tại và sinh sản tốt.
Thứ ba là không có tính đa dạng về di truyền, điều kiện sống thay đổi thì có nguy cơ bị tuyệt chủng và tạo ra một số lượng con cháu trong một thời gian ngắn. Và ưu điểm là rất nhiều bạn trả lời ưu điểm là 1, 2 và 4, đúng không? Còn nhiều hạn chế đó là 3. Chúng ta xem được có đúng không nha. 1, 2, 4. Đó là chính xác. Và hạn chế là ý thứ 3. Giờ chúng ta sang phần 2 nhỏ là các hình thức sinh sản vô tính. Các em nhìn vào sách giáo khoa các em cũng thấy rất là rõ ràng, sinh sản vô tính và thực vật có hai hình thức chủ yếu, đó là sinh sản bằng bào tử. Chúng ta quan sát cái hình vẽ, đây là cây rêu, quá trình sinh sản vô tính là cây rêu. Các em quan sát ở dưới mặt dưới của lá có những cái túi bào tử này, những cái hạt đó. Đó là cái túi bào tử và bên trong cái túi này chứa rất nhiều bào tử. Thì những cái bào tử đó rớt xuống đất sẽ mọc ra những cái cây rêu. À xin lỗi, cây dương sĩ mới. Hay là cây dương sĩ. Hình thứ hai là cây rêu. Không, trên đỉnh đầu của cái cây rêu mẹ có những cái túi bào tử và bên trong chứa nhiều bào tử rớt xuống đất thì sẽ mọc thành cái cây rêu con. Thì đây là hai cái hình thức sinh sản bằng bào tử có ở thực vật là dương sĩ và rêu. Hình thức sinh sản thứ hai là sinh sản sinh dưỡng. Thì sinh sản sinh dưỡng chúng ta quan sát những cái hình vẽ sau đây. Chúng ta thấy cây con được hình thành từ phần lá của cơ thể mẹ. Người ta gọi là sinh sản sinh dưỡng từ lá. Thứ hai, cây con được hình thành từ một phần thân bò của cơ thể mẹ, ví dụ như cái dâu tây nè, hay là từ một phần thân củ khoai tây, hay là từ thân rễ như là củ gừng. Thì sinh sản từ một phần thân của cơ thể mẹ nha. Ví dụ thứ ba, rễ củ khoai lang. Cây con được mọc từ rễ của củ khoai lang, phần rễ của cơ thể mẹ. Như vậy, cá thể con được sinh ra từ những bộ phận sinh dưỡng như là lá, là thân, là rễ của cơ thể mẹ. Người ta gọi là sinh sản sinh dưỡng. Thì ứng dụng cái sinh sản sinh dưỡng trong tự nhiên vào trong cuộc sống của con người, người ta có một số cái phương pháp nhân giống vô tính như sau. Bây giờ để hình dung ra được một số cái phương pháp nhân giống vô tính thì các em quan sát đoạn video như kết hợp với sách giáo khoa. Chúng ta mời các em. Vegetative reproduction includes all those processes of propagation in which a part of the plant's body is separated from the parent and gives rise to a new individual without any obvious changes in the protoplast. Regeneration of new plants from parts of vegetative organs is called vegetative reproduction or vegetative propagation. Is root better than hardwood cuttings. Care should be taken to put the morphologically lower side of the cutting in the soil. Roots are formed on the lower end of the cutting, and rooting is better if round and covered with moist soil in such a way that its growing tip remains above the soil surface. This bent branch is called a layer. Our
After a few days, the covered portion of the stem usually produces adventitious roots. The rooted branch is then cut off from the parent plant and grown as an independent plant. The formation of adventitious roots in a layer can be hastened by injuring the layer by tonguing, ringing, or notching. In tonguing, an oblique upwards cut is made on the stem. In ringing, a complete ring of bark, about 2 centimeters wide, is removed from the stem, whereas in notching, a V-shaped cut is given somewhere through the middle of the stem. Air layering technique, also known as gutting, is usually employed in those plants where stem branches cannot be bent to the ground. Pomegranate, orange, guava, lychee, etc. are the examples of such plants. The stem is girdled, that is, a ring of bark tissue is removed or slit at an upward angle and then covered with moist moss or cotton and wrapped with a polythene bandage to prevent drying. In drier climate, an earthen pot with a hole at the bottom is hanged over the bandage in a convenient position and the two are connected by a soft cotton cord. The pot is then filled with water. Water, when trickles down the cord, keeps the bandage constantly moist. Auxins may be applied to the girdle region to promote the root formation. Adventitious roots are formed above the girdle portion. After rooting, the stem is cut off below the girdle portion and planted in the soil. Before planting, leaves are usually removed from the stem to prevent transpiration. The third way of artificial propagation is grafting. It is the process of joining together parts of two different plants in such a manner that they live as one plant. Grafting of plants is a widely used technique in horticulture to multiply the desired genotypes in mango, citrus, apple, pear, guava, among others. A portion of the plant is inserted into another plant of the same species or a compatible plant of different species or even genera. Of the two plants, the one rooted in the soil is known as stock and the other grafted on it as scion. When the cambium of the stock plant comes into physical contact with the cambium of the scion, both form new xylem and phloem simultaneously. Consequently, the stock and scion become united and grow as one plant. It is the scion which largely determines the type of plant one gets after grafting, although the stock may also have some influence. Before grafting, stock or scion or both are dipped in an auxin solution. This promotes an early union. The two main types of grafting are scion grafting and bud grafting. In scion grafting, the stalk may be only a root or a stump, and the scion may be a small shoot bearing one or more buds. Scion grafting is used to produce composite plants of economic benefits. The scion is obtained from a plant with superior characters, while the stock is derived from a plant resistant to diseases and pests and efficient in absorption of water and minerals. Scion grafting is further done in three ways: whip or tongue grafting, wedge grafting, and crown grafting. In the first type, that is, whip or tongue grafting, the stock and scion, almost of the same diameters of 1 to 1.5 centimeters, are given oblique cuts of 5 to 8 centimeters long, followed by a notch in the scion. The notch
pouch is made in such a way that it exactly fits into the stalk. The cyan is then inserted into the stalk and tied firmly. All buds are removed from the stalk but retained on the cyan. In the second type of cyan grafting, that is wedge grafting, the stalk and cyan are of nearly the same diameter. A V-shaped notch is made in the stalk, while the cyan is cut like a wedge. The cyan is then inserted into the stalk and the two are tied firmly. In crown grafting, which is the third type of cyan grafting, the diameter of the stalk is several times greater than that of the cyan. Thus, many cyans can be grafted on a single stalk. The lower ends of the cyans are cut into long wedges and are inserted into the cuts made on a stalk. They are then tied firmly and the wound is sealed with grafting wax. The second type of grafting is bud grafting. In this type, the cyan consists of only a single bud accompanied with a portion of the living tissue. A T-shaped incision is made in the bark of the stalk. The bark is then gently raised on edges and the cyan is inserted into the incision. It is then firmly fastened with strings. The bud germinates after some time and becomes a part of the new plant. Roses, peaches, and some other fruit trees are propagated by using bud grafting. Tissue culture techniques are now being used for effective vegetative propagation of several horticultural and agricultural crops. These techniques of propagation, which involve cell, tissue, and organ culture, are collectively called micropropagation. In recent years, the technique of tissue culture is being increasingly employed to raise a large number of plantlets from a small tissue. The advantage of this technique over the conventional techniques is that in a relatively short time and space, a large number of plants can be produced. For micropropagation, axillary buds shoot a byssus or any other plant part can be used as an explant. Virus-free plants can be produced if shoot apical meristems of about 0.25 millimeters long with one or two leaf primordia are inoculated. Explants are properly sterilized when collected from the field. Multiple shoots can be obtained by inducing callus. Plants produced in culture are carefully transferred to the soil. They are planted. Như vậy là chúng ta có bao nhiêu phương pháp nhân giống vô tính và thực vật em? Chúng ta có 3 phương pháp chính đúng không? First, in vermiculite. Nhất đó là chiết cành và dâm cành. Hai là ghép chồi và ghép cành. Thứ ba là nuôi cấy tế bào và mô thực vật. Thì trong 3 phương pháp này, hiện nay cái phương pháp thứ ba là nuôi cấy tế bào và mô thực vật. Phương pháp rất là phát triển và được ứng dụng nhiều trong ngành nông nghiệp ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Mời các em xem về ưu điểm của cái phương pháp này. Thì cái này là cái bài tập ở nhà, sau khi các em quan sát cái đoạn video rồi thì các em liệt kê cho cô 4 cái phương pháp, mà 3 cái phương pháp chính đó, trong đó có cái phương pháp mà dâm cành và chiết cành là cô tách ra cho nên thành 4. Thì cách tiến hành như thế nào, đây là nội dung bài tập ở nhà của các em nha. Khi nào đi học lại cô sẽ kiểm tra vỡ và lấy điểm kiểm tra thường xuyên. Bây giờ mời các em xem về
cái đoạn video về ưu điểm của cái nuôi cấy mô tế bào thực vật. Công nghệ nhân giống hoa cây cảnh bằng phương pháp nuôi cấy mô nhanh chóng được biết đến và ứng dụng phổ biến ở các nước châu Âu như Đức, Hà Lan, Italia. Tuy nhiên, mãi đến năm 1970, công nghệ này mới được các nhà khoa học Việt Nam đưa vào nghiên cứu và ứng dụng. Đến nay, cả nước đã có hàng trăm đơn vị tổ chức cá nhân ứng dụng có hiệu quả công nghệ này trong hoạt động sản xuất cây giống. Trong đó, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động sản xuất giống hoa cây cảnh bằng phương pháp nuôi cấy mô. Với trên 200 loài hoa cây cảnh được nhân giống thành công, mỗi năm trung tâm cung ứng ra thị trường hàng triệu lượt cây giống đạt tiêu chuẩn chất lượng, phục vụ sản xuất cho bà con nông dân. Là chúng tôi làm cái đơn vị đầu tiên trong cả nước ứng dụng cái thành công cái hệ thống lập trình tạm thời. Hệ thống ngập trình tạm thời này á, thì nó giúp cho là cái gọi là cái công suất nhân nó nhanh gấp 10 lần so với cái phương pháp thông thường bằng nuôi trên môi trường thạch. Vấn đề thứ hai là chúng tôi cũng là cái đơn vị mà đầu tiên là nghiên cứu được tạo được cái kit kiểm tra cái virus sạch bệnh virus, có nghĩa là cái mẫu vào là phải sạch bệnh, thì chúng tôi có cái bộ kit đó để kiểm tra sạch bệnh virus. Thì như vậy là cái cây giống nhân ra thì như vậy nó sạch bệnh, mà đặc biệt cái đó cực kỳ quan trọng sạch bệnh virus. Bởi vì là chúng ta như biết là ở cây ngoài vườn, nếu chúng ta kiểm soát cái bệnh đầu tiên thì từ một cái mẫu ban đầu nó có thể nhân hàng trăm hàng ngàn cây là bị nhiễm bệnh. Nuôi cấy mô tế bào thực vật được chia làm hai loại chính là trong ống nghiệm in vitro và ngoài ống nghiệm in vivo. Tuy nhiên, hiện nay phương pháp nuôi cấy mô trong ống nghiệm in vitro được ứng dụng phổ biến hơn cả. Bởi với phương pháp này, mô sẽ được nhân nuôi trong điều kiện môi trường vô trùng và tối ưu về mặt dinh dưỡng, nên hiệu quả nhân giống sẽ cao hơn. Phương pháp nhân giống in vitro thì có thể hiểu là từ một cái mẫu bên ngoài ban đầu thì mình có thể đưa vào trong phòng thí nghiệm để mình nhân lên, thay vì mình nhân lên từ bên ngoài vườn thì nó tốn một thời gian dài mà hệ số nhân thấp, thì mình đưa vào in vitro mình có thể là coi như từ một cái mẫu mô nhỏ để tái sinh lên thành những cụm chòi và thành những cây lớn và có thể sản xuất được quy mô lớn. Với đặc trưng là khả năng nhân nhanh với số lượng lớn, phương pháp nhân giống bằng công nghệ in vitro được đánh giá là một bước phát triển vượt bậc, cải thiện năng suất, hạn chế dịch bệnh trên các loài hoa cây cảnh, đồng thời giúp bà con hạn chế chi phí sản xuất tới 50%. Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào in vitro nói riêng và kỹ thuật nhân giống vô tính nói chung đều dựa vào cơ sở khoa học là tính toàn năng, sự phân hóa và phản phân hóa của tế bào thực vật. Ở đó, mỗi tế bào trong cơ thể sinh vật đều được phát sinh từ hợp tử thông qua quá trình phân bào nguyên nhiễm. Điều đó có nghĩa là bất kỳ tế bào nào của thực vật như rễ, thân, lá đều chứa thông tin di truyền cần thiết của một cơ thể hoàn chỉnh và các tế bào đều có khả năng sinh sản vô tính để tạo thành cây trưởng thành. Thực vật nó có cái ưu điểm là nó có tính toàn thế, là từ những cái mô từng tế bào thì người ta nuôi cái in vitro nó thể tạo thành những cơ quan thành những cây hoàn chỉnh, và những cái cây này có mang những đặc điểm di truyền giống y như cái cây ban đầu mình muốn đưa vào. Tùy thuộc vào đặc tính của mỗi loài mà thời gian nhân giống, hệ số và tần suất nhân giống của chúng đều khác nhau. Tuy nhiên, quy trình kỹ thuật nhân giống nuôi cấy mô đều trải qua 4 giai đoạn cơ bản. Bước 1, chọn mẫu và khử trùng mẫu. Bước 2, nhân giống. Bước 3, tái sinh cây hoàn chỉnh in vitro. Bước 4, chuyển cây ra vườn ươm. Để thực hiện thành công quy trình kỹ thuật này, từng giai đoạn sẽ được phân chia cho các thành viên trong nhóm khoa học để thực hiện. Bước 1, chọn mẫu và khử trùng mẫu. Mẫu được lựa chọn để nuôi cấy mô phải được lấy ở cây mẹ có đặc tính tốt, đảm bảo sạch bệnh, đặc biệt là bệnh virus. Dùng cái phương pháp sinh học phân tử để xác định xem cái mẫu của mình đi vào nuôi vào nuôi cấy có sạch virus hay không, thì kiểm tra bằng phương pháp PCR. Sau đó cái kiểm mẫu, những cái mẫu mà đã sạch virus thì tiến hành nhân giống. Còn nếu mà cái mẫu nào không sạch thì mình loại ra. Trường hợp những cây đẹp mà chẳng may nó bị nhiễm virus thì trung tâm dùng cái phương pháp nuôi cấy đứng sinh trưởng. Mô được lựa chọn làm giống sẽ được cắt bỏ gốc của mỗi mầm, sau đó khử trùng bằng cách ngâm trong cồn 70 độ trong 30 giây, rửa sạch bằng nước cất vô trùng, ngâm trong dung dịch canxi clorua 2% trong vòng 25 phút. Mô được rửa lại với nước cất vô trùng từ 4 đến 5 lần. Bước 2, nhân giống. Sau khi chuẩn bị nguồn cây giống sạch bệnh, chúng ta tiếp tục chuẩn bị môi trường nuôi cấy và tiến hành nhân giống. Để phương pháp nuôi cấy thành công và đạt hiệu quả,
hoạt động nuôi cấy phải được thực hiện trong điều kiện vô trùng. Điều này có nghĩa là toàn bộ các thiết bị, dụng cụ, mẫu nuôi cấy, môi trường nuôi cấy đều phải được thanh trùng một cách triệt để. Bởi nếu để nhiễm trùng, mẫu nuôi cấy sẽ lập tức bị chết. Để thực hiện phục vụ cho quá trình cấy truyền ở trong kia, thì các cái khâu như chuẩn bị chai rồi sau đó phá các tóc, rồi tiến hành phá các thành phần môi trường tùy từng loại cây cụ thể thì sẽ có các cái thành phần bổ sung khác nhau. Nhưng hiện tại là sử dụng các môi trường ấy mẹ cơ bản, nó có các thành phần đa lượng, khoáng vi lượng và các thành phần hữu cơ khác, và tùy từng loại cây khác nhau thì sẽ bổ sung chất điều hòa sinh trưởng khác nhau, sau đó sẽ chiết vào các cái chai đó. Sau khi môi trường được chuẩn bị hoàn tất, mẫu mô giống được chuyển ra đĩa Petri đã được vô trùng cẩn thận. Sử dụng kim sắc nhọn để tách mô và cấy vào môi trường nhân giống đã được chuẩn bị. Tiếp đó, chúng sẽ được chuyển lên hệ thống giàn lắc để nuôi trong thời gian từ 3 đến 4 tuần. Bước 3, tái sinh cây hoàn chỉnh in vitro. Sau khoảng 4 tuần, đỉnh sinh trưởng sẽ chuyển sang màu xanh lục và tạo ra các khối tròn gọi là thể chồi. Thể chồi được lấy ra khỏi môi trường cấy ban đầu, dùng dao nhọn cắt tách làm 4 đến 6 miếng tùy kích thước của chồi. Tiếp theo, những lát cắt này sẽ được chuyển sang hệ thống kit để nhân nhanh số lượng. Ở đây mình thấy cái hộp này gồm có hai ngăn, ngăn trên là chứa mẫu, ngăn dưới là môi trường. Thì bên cạnh đó thì có hệ thống ống dẫn để mình bơm vô. Thì khi mình bơm khí từ cái hệ thống thì môi trường từ ở cái phần hộp dưới sẽ đi lên hộp trên để nuôi cây. Và cái này nó sẽ có một cái chu kỳ và mình set up được cái chu kỳ đó. Thì cho cái tùy loại cây là nó mình set up chu kỳ và môi trường thì cây tăng trưởng tốt rất là nhanh. Ví dụ như ở đây là cái giống lan hồ điệp, thì mình có thể sau khi mình tạo được protocol mình để mình nhân nhanh, mình sẽ cấy vào hệ thống này thì nó sẽ có thể từ mẫu một mẫu ban đầu nhân gấp 100 cái ngàn lần trong thời gian ngắn khoảng 1 đến 2 tháng. Khi đạt đến số lượng cây cần thiết, chúng được chuyển vào nuôi trong môi trường agar để thúc chồi và dễ phát triển. Sau 4 đến 5 tháng, các thể chồi sẽ phát triển thành cây con. Ở đây là phòng này là phòng tăng trưởng, thì đòi hỏi chúng ta phải làm phòng này là phải đảm bảo điều kiện vô trùng. Trong điều kiện và độ ẩm và nhiệt độ và độ ẩm thích hợp để cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Đây là một điều kiện dinh dưỡng là tối ưu để cho cây phát triển tốt nhất. Tùy thuộc vào đặc tính của từng loài mà thời gian nhân giống có thể kéo dài từ 1 cho đến 6 tháng. Khi cây con phát triển bộ rễ và lá phát triển ổn định, kích thước thân đạt chiều cao từ 5 đến 7cm, chúng ta có thể tiến hành tuyển lựa và loại bỏ những cây có biểu hiện biến dị. Sau đó tiến hành cấy chuyển cây giống vào bầu đất. Sau một thời gian, cây phát triển ổn định, ta đem nhân giống trong đất hoặc trên chậu và áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc theo quy trình. Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô trong việc nhân giống thì nó yêu cầu đòi hỏi phải một yêu cầu và kỹ thuật cao. Và điển hình như trên tay tôi là hai cái mẫu trong cùng một điều kiện nuôi cấy, trong cùng một thời gian nuôi cấy và môi trường nuôi cấy như nhau, thì do cái quá trình thao tác hoặc là kỹ thuật mình lựa chọn nó không được chính xác. Cái kỹ thuật mình chưa đạt được yêu cầu thì mình sẽ hình thành nên những cái mẫu này, thì chúng ta không thể nào mà cung cấp được ra ngoài thị trường, hoặc là chúng ta không thể sử dụng trong việc nhân giống. Bên cạnh việc nhân giống đảm bảo tính ổn định di truyền của các giống hoa kiểng truyền thống, hiện nay Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tiếp tục ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô trong nghiên cứu lai tạo giống. Đối với phương pháp truyền thống thì chúng ta rất mất nhiều thời gian. Có nghĩa là ví dụ như là giống như hoa lan chẳng hạn thì chúng ta cũng phải đợi 5, 7 năm, 10 năm chúng ta mới ra được giống mới. Và tất nhiên là trong cái kỹ thuật công nghệ sinh học thì chúng tôi ứng dụng thì có thể là rút ngắn được thời gian. Ví dụ như có thể rút ngắn còn 5 năm, 6 năm từ các nguồn gen nhập nội cũng như là nguồn gen các cái giống lan rừng của Việt Nam. Thì chúng tôi đã hiện nay đã tạo được 38 cái tổ hợp lai. Và từ 38 tổ hợp lai đó thì chúng ta đã có rất nhiều tổ hợp lai hiện nay cũng đã từ cái gieo hạt và đã ra vườn, cũng như các cái chúng ta thấy đây các cái tổ hợp lai này đã ra hoa rất là nhiều. Với những thành tựu đã đạt được trong việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất lai tạo giống hoa cây cảnh,
các nhà khoa học Việt Nam đang kỳ vọng vào một tương lai không xa. Việt Nam sẽ sở hữu những giống hoa cây cảnh mới, năng suất chất lượng cao và có khả năng thích ứng với những biến đổi bất lợi của thời tiết, khí hậu. Nhiệm vụ của bài tập về nhà của các em gồm có 4 câu hỏi. Câu 1, vì sao các tế bào mô thực vật có thể nuôi cấy để tạo thành cây mới? Câu 2 là quy trình nuôi cấy tế bào mô thực vật. Câu 3, ưu điểm của nuôi cấy tế bào mô thực vật. Câu 4, nêu những cái thành tựu đã đạt được ở Việt Nam. Chúng ta sang vận dụng. Câu 1, các cái phương pháp dâm chiết ghép là dựa trên cơ sở khoa học nào? Các em cùng trả lời. Nãy giờ xem phim rồi quên hết nhiệm vụ ha? Đó, phương pháp gì? Quá trình nguyên phân. Dựa trên cơ sở khoa học, đó là quá trình nguyên phân. Không? Câu 2, khi ghép cành cần phải dùng dây để buộc chặt cành ghép vào gốc ghép. Việc làm đó có ý nghĩa gì? Ý thứ hai, vì sao ở cành ghép cần phải cắt bỏ hết lá? Các em ngủ rồi à? Vậy là khi ghép cành thì chúng ta phải dùng dây để buộc chặt cành ghép và gốc ghép lại, giúp cho cái dòng mạch gỗ được liền. Đúng không? Và như vậy thì khi mà cái dòng mạch gỗ nó liền thì nó sẽ đảm bảo cho nước và chất dinh dưỡng được vận chuyển liên tục từ cái gốc ghép lên cành ghép. Còn ý thứ hai thì cắt bỏ hết lá để nó giảm mất nước qua cái con đường thoát hơi nước. Và từ đó thì nó tập trung để nuôi các cái tế bào cành ghép. Câu thứ ba, nối ưu nhược điểm của các phương pháp sao cho phù hợp. Như vậy là 1C, 2A, 3D và cuối cùng là 4B. Ta sang ý cuối cùng, vai trò của sinh sản vô tính. Thì sinh sản vô tính ở thực vật có hai vai trò. Thứ nhất là đối với đời sống của thực vật, nó sẽ giúp cho thực vật được tồn tại và phát triển. Thứ hai, đối với đời sống của con người thì nó có 4 cái vai trò. Thứ nhất là duy trì các đặc tính quý từ cây gốc, rút ngắn thời gian sinh trưởng của cây, từ đó chúng ta thu hoạch sớm. Và vai trò thứ ba là nhân nhanh giống cây trồng trong thời gian ngắn và tạo được các cái giống cây trồng sạch bệnh, phục chế các cái giống cây trồng đang bị thoái hóa. Như giống như là các cái giống cây ăn quả, cụ thể như là bưởi, chúng ta duy trì được cái đặc tính quý từ cây mẹ không? Bằng phương pháp là chiết cành, nhân nhanh giống cây trồng, ví dụ như là cây các cái giống hoa từ nuôi cấy mô tế bào thực vật, là phục chế các cái giống quý hiếm, cái giống bị thoái hóa như là cây nhân sâm, vân. Ta đi vào nội dung củng cố. Câu thứ nhất, chọn phương án trả lời đúng. Sinh sản vô tính ở thực vật là hình thức sinh sản. Phương án A, không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, con sinh ra khác nhau. Phương án B, có sự thụ tinh tạo ra thế hệ con cái giống nhau và giống cây mẹ. Phương án C, không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, con giống nhau và giống cây mẹ. Phương án D, có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, con giống nhau và giống cây mẹ. Vậy đáp án đúng là phương án phương án C nha. Câu số 2, các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật là: phương án A, sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bằng bào tử. Phương án B, sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và sinh sản sinh dưỡng nhân tạo. Phương án C, sinh sản bằng bào tử và sinh sản tiếp hợp. Phương án D, sinh sản sinh dưỡng tự nhiên và sinh sản bằng bào tử. Phương án đúng là, chúc mừng rất nhiều bạn chọn đáp án A. Câu số 3, ở các cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì: phương án A, để cây sinh trưởng nhanh, sớm thu hoạch và giữ nguyên đặc tính của cây mẹ. Phương án B, để tránh sâu bệnh gây hại, cây lớn nhanh.
Phương án C, để nhân giống nhanh và nhiều, sớm thu hoạch. Phương án D, để dễ trồng, ít công chăm sóc và cây lớn nhanh cho quả nhiều. Đáp án đúng sẽ là phương án A. Câu cuối cùng, câu số 4. Phương pháp nhân giống vô tính có hiệu quả nhất hiện nay là phương án A, gieo từ hạt. Phương án B, dăm cành. Phương án C, chiết cành. Phương án D, nuôi cấy tế bào và mua thực vật. Vậy đáp án đúng là phương án. Rồi, rất nhiều bạn trả lời phương án D. Các em về nhà, ở nhà trả lời các cái câu hỏi 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa trang 162 sinh học 11 và chuẩn bị bài 42 sinh sản hữu tính ở thực vật. Đồng thời là ta phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính theo các cái tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất là khái niệm, thứ hai là cơ sở tế bào học, thứ ba là đặc điểm di truyền ở đời con và cuối cùng là ý nghĩa. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô thân ái chào các em.